Rồi bắt đầu vào hang thôi. Rồi mình vừa kết thúc cái hang C9 với sự nỗ lực tuyệt vời của bá Bèo. Vượt qua cái chỗ đó hết hồn, cuối cùng cũng qua được. Bắt đầu chuyến hành trình khám phá hang C8 True Blood vào thời điểm đã quá trưa khoảng 15 giờ. Để được khám phá trọn vẹn hang C8 cũng như trở về điểm nghỉ qua đêm trước khi trời tối, team mình đã nhanh chóng di chuyển từ hang C9 qua hang C8. Cuối cùng thì cũng đến được miệng hang của C8. Này, bây giờ nó mọi người đang xuống. Đúng đây, dòng qua đây. Bây giờ mình đi tiếp. Đây là hệ thống hang động dài nhất Đông Nam Á. Hang C8 True Blood thuộc quần thể hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á. Quần thể này là một hệ thống gồm hàng trăm hang động núi lửa trong đá Bajan, được hình thành từ hoạt động phun trào núi lửa cách đây đến 3.700 năm. Các hang đều đặc trưng với dòng dung nham phun ngược, tạo nên các tầng kiến tạo độc đáo và cảnh quan núi lửa kỳ vĩ. Hang C8 có ánh nắng chiếu vào, tạo nên cảnh quan đặc sắc. Hang C8 tọa lạc tại xã Buôn Chóa, huyện Krông Nô, Đắk Nông. Trần hang C8 có cấu tạo kiểu vỏ sò ở phía thượng nguồn rất độc đáo mà chưa từng bắt gặp trong bất kỳ hang nào của công viên địa chất Đắk Nông. Đối lập với những tảng đá rêu phong sần sùi sắc nhọn dưới chân, hiện ra ngay trước mặt mình là thành hang hình vòm cung màu xám được phủ đầy các lớp cây dương xỉ. Khung cảnh tự như một cánh rừng nhiệt đới ẩm ướt thu nhỏ. Ồ, trong này xương dày đặc hết. Tối hụ sao thấy? Chắc chỗ bên kia quá. Bên đây. Chụp ngược ra gì đẹp nè. Chụp ngược ra gì đẹp nè. Rồi ra đi chụp cho. Khác với hang C9, đi vào cửa này và ra ở cửa kia. Hang C8 càng đi vào sâu sẽ là lối cụt, do đó mình phải trở lại đường cũ và leo ngược lên miệng hang để ra ngoài. Vào thì mất nhiều thời gian, nhưng đi ra lại rất nhanh, không tốn quá nhiều sức, đã trở lại với mặt đất. Kết thúc thành công chuyến khám phá hang C8 True Blood.